Gì? Có không? Sao vậy? Gì vậy? Tôi không chọn tận tận tận. Quá trời rồi Nhí ơi. Từ sao thấy càng rồi? Yeah. Đâu? Chính chưa? Rồi, chính này, chính này. Chính này. Chính chưa? Chính này. Đâu? Ôi. Bỗng. Ôi. Chào chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Tối rồi cả nhà. Ủa, 12 giờ mấy còn 1 giờ rồi. Em đi xuyên đêm bữa ơi. Em mình sẽ đi mò tôm. Bữa nay anh em mò tôm thôi nghe cả nhà. Không có bắt cá. Gặp hang bắt không? Gặp hang cạn bắt hang sâu thì để dành vài bữa đó. Không biết để dành được không hay là đêm sau xuống bắt luôn cũng chị. có chắc đêm sau quá. Có chắc đêm sau á. Anh em đi nè, anh em mò thì tranh thủ nước anh em đi. Đi đêm thì hơi lộng cảnh quá. Góc bần này năm hai năm không còn góc nào luôn hả? Gì vậy? Đằng bà đẻ. Đằng bà đẻ hả? Ừ. Đẻ chưa? Ây da, trời ơi, bà đẻ hung dữ thiệt. Đây nè bà, đi đẻ đi, giùm tôi một cái. Ghê thiệt. Kẹp. Cái gọi gọi này bút của em vậy. Dĩ này. Dĩ chưa? Dĩ này. Đâu? Ôi. Bỗng. Ôi. Rồi, cầm nha. Ôi da, con tôm bỗng. Quá đã rồi. Ôi gạch, quá trời luôn anh Trầm. Gì? Hay luôn. Ghê vậy? Trời trời trời. Bữa nay trúng nữa rồi. Tối mà. Im. Đâu nhé? Bự không? Cười cười nha. Dưa. Dưa hả? Nó bắt con tôm nãy mới thả nha. Để đi. Kiệt kiệt. Cái con cỏ nó bay vô họng. Con cỏ nó bay vô họng. Con gì nó bay vô họng. Ăn bộ hung hả? Ừ. Ngầm ở gốc cây không hả? Nữa hả? Lan lan không có. Vậy hả? Sao cái đèn bữa nay nó tối quá vậy ta? Đèn của em không đủ pin hay gì. Gì kìa? Cũng được một con. Bự không? Gặp hết biết rồi. Quá trời gặp luôn. Mấy bữa nay mở hàng khúc gì 4 con hả? Ừ. Ngon hả? Gì? Dụng tôm càng còn do. Dụng tôm càng đi rồi, tôm nhỏ ở đó. Không, tôm nhỏ dưới này nè. Dạ hả? Càng bự. Tôm nhỏ nè. Con tôm nó xịt non lắm. Dạ hả? Cái nó lọc ke. Gì vậy? Mở màn cái đầu tiên nha. Trời ơi. Có gì không lặn dữ vậy không? Cái hang hả? Ê! Dạ? Tôm bỗng! Tôm bỗng! Tôm bỗng quá trời! Đâu nhé? Dạ? Như con tôm cạn vậy trời! Như con tôm cạn ghê! Hết hồn rồi! Đi dẫn kẹp á! Im im im! Hết biết rồi! Nhéo rồi. Nhéo. Tôm nhéo hả? Tôm nhéo. Trời ơi. Cắt kè. Ê, chính là anh Trọng rồi. Chính không? Chính. Con tôm lột mình eo à. Đâu vậy? Trời ơi, cái nè. Mới lột luôn.
nó lột khô kẹp. Để vô trong chó rồi bị sợ bị mấy con kia kẹp đó chứ. Mấy con kia làm thịt nó ăn luôn á. Ăn khói lột vỏ. Ừ. Càng này dám ơi. Đâu? Càng càng này chắc càng xào hay gì. Tép càng. Tép càng. Ô, cái bực đó. Đâm đâu? Được không? Ôi. Ôi. Đã nha. Nó là máng nữa. Nhóm này một nhóm này. Dễ gì. Ôi gáy càng rồi. Em giết cũng quen à, bị kẹp hoài vậy. Có cảm giác nào mà em chưa từng trải đâu. Cái ngát đâm bị rồi. Tôm cua kẹp bị rồi. Em hả? Ừ. Đổ đèn đây. Giống hàng cua. Giờ này kẹp cái tỉnh ngủ nha. Cái thùng huyền thoại của phim. Ở lúc 6 ca súp tới giờ cả nhà. Vậy cua lột. Ê nó còn trống không? Ta biết rồi. Thì vậy là con trống. Nó chuyện con trống ấy. Cùng chưa? Không. Thấy chưa? Ờ, trời trời. Đậu nghe. Tiêu rồi. Ra hả? Trời ơi. Cua vô lột rồi, ra rồi. Trời ơi. Nó cạn, nó cạn nó ra vậy. Ừ. Cua này cũng lớn. Ừ, cua đó lột ra bự, bự lắm. Đẹp. Ừ. Anh đi lặn với sông mà anh đem cái bịch nước đá tủ lạnh theo gì anh chồng? Bóp rồi xì thấy hả? Dưới nào? Dưới nào hả? Ừ. Một em cái cộng cộng nhỉ? Đi ghê vậy? Dữ thiệt, không bự lớn này được nè. Ừ, đâu dữ thiệt được nha em. Ơi từ từ nhé. Rồi. Gì? Chở đi xanh rồi mà. Đi xanh nó đi đẻ. Nhéo. Nhéo rồi kìa. Chính trời rồi. Tôi bảo tôi nói bà xanh mà bà không giữ. Chừa sức đẻ đi bà. À, đi đi. Dạ, nhớ đẻ nhiều nhiều tôi nha. Điện số cũ tôi ra tôi bắt. Hả? Mẫu mẫu đây. Mẫu mẫu ơi. Nha. Cho con này. Chở nó đi đẻ giùm anh ơi. Trời ơi. Gà ham dí gì dưới gì trời. Dí gì kìa. Dính đàn con rồi. Búp búp. Đừng búp hả? Đâu nhỉ? Đúng sai. Thôi con này vừa sai rồi. Để. Trời ơi. Càng. Kìa, càng sao hả? Càng sao. Càng này anh em mình đây kêu cái sào, càng sào cả nha. Tức là con tôm cái càng nó bự mà mình nó hơi nhỏ xúc, nó không có cân đối á. Ở địa phương ở đây mà anh em mình gọi là càng sào. Hay gọi là tàng hen cũng nó. Con này hả? Chở đẻ nữa hả? Ừ, trời chở đi đẻ. Bụng mang dạ chữa. À, con muốn đẻ luôn vậy. Ừ. Bụng mang dạ chữa không giữ ớn thiệt. Cũng tới là kẹp à. Tình mẫu tử thiên liêng về với thiên nhiên đi. Đó. Nói chung bộ phim chọc chơi thôi vẫn chui nha cả nhà. Nói chung chứ mình người ta cũng vậy á anh chồng. Ai đụng tới con mình cũng đâu chịu đâu. Bởi vì bà tôm bả không mấy bà tôm bả không giữ lắm. Trúng rồi mới nói coi chừng trúng rồi nè. Rồi 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 khá vậy anh chồng. Khá trời ơi, nước này gì chắc cũng ngang ngửa nước rồi rồi anh chồng ơi. Hết hồn luôn. Trời ơi cái này gì vậy? Gì vậy? Đã em bé. Đã em bé. Không vô đó đi anh chồng.
Quá im, quá im. Im không? Im. Im. Im, im không? Im có hàng phải không? Có hàng. Im, 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 im. Dạ. Im, im. Có chưa? Có chưa đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Sao vậy? Ồ, tôm đặc. Khoan chậm ơi. Cái gì vậy? Cái cây à? Đưa vô cái đầu gối vô cái cây bần. Ôi, trời ơi. Anh Trọng ơi, quá đã rồi. Cái dung ra mới được. Sao quá vậy? Gì? Nằm gì sâu vậy? Tôm hả? Ừ. Trời ơi. Mày hả bưởi? Siêu gạch. Siêu gạch luôn. Ủa, của Quýnh Trọng bự hơn nè. Con nói gạch xong con này gạch. Nó chắc dữ nè. Dữ thiệt. Không, con này gạch dữ hơn Trọng ơi. Không, con này gạch cứng nè. Thôi hai con cùng gạch. Bún góc này không có tình cảm không dở nha. Thừ gì vậy? Thôi thôi hương dạnh ha. Cái đâu hả? Đi sâu cái tên có không? Càng rồi anh. Dốc nè đâu rồi, hai con luôn càng nè rồi. Bún trời giấy kìa tôm càng. Cái sao ông nội ơi, đâu có con tôm nè cái nhà. Nó có bề lớn mà cái càng nó vậy nè. Hai tôm nè. Đâu? Gạch luôn mình luôn. Phải không? Trời ơi. Nè anh chạy tí. Ôi ôi. Đứng đau động tay quá. Ôi ôi tôm bự vậy. Đâu? Lên nữa hả? Có chứ. Trời. Chà mà. Trúng mảnh luôn rồi. Chà mà. Ôi trời. Cái gì vậy? Vũ sức càng. Càng rồi còn con lồng máng. Con lồng máng. Ai vui. Ừ kẹp bún. Trời trời. Quýnh Trọng hả? Ừ. Ừ. Hết biết rồi. Con này mới giữ nè anh Trọng. Gạch hả? Bích cái đầu nó luôn rồi nè. Cục gạch á. Mập. Nó mập ông ơi. Để gạch nhiều đấy. Bà ngã có tôm thiệt mà ngã nhiều quá lỡ đất hết. Ôi trời. Gì? Dính được một con tôm. Được không? À, nhiều quá nhiều. Đâu đâu đâu. Dính được một con tôm không? Đây. Thấy không anh? Chưa. À. Đâu? Ôi, thấy cái càng rồi. Từ sao thấy càng rồi. À. Đâu? Dính chưa? Được, dính này, dính này. À. Trời trời. Trời trời. Đã. Hết biết rồi. Con lồng máng hay vậy? Tôm càng. Tôm càng hả? Cái càng nó bị gì ta? Cái càng nó bị gì á? Trời ơi kẹp. Chút xíu nữa nó nhéo em mày. Khói hả? Có cây nè. Anh Trầm vẫn dạ. Là số 1 anh Trầm ơi. Dạ. Nhéo nữa rồi. Tôm cũng biết nhéo nữa anh Trầm. Nhéo chứ. Con tôm này có sao đâu. Đó. Sao em thấy anh vừa ngủ kìa. Nó đã gì đâu. Giờ này chắc mấy bạn làm công ty làm ca đêm còn thức. Mình đi ca đêm nữa. Ừ. Mấy anh em mình cũng tăng ca luôn. Dĩ mấy cái góc mà. Ê Vinh cầm đèn giùm á. Lặn ngay. Cái gì vậy? Lặn ấp cái góc rồi kìa. Quá trời sâu rồi. Quá. Rồi. Gặn dữ gì anh Trầm? Ôi. Quá trời ngon rồi. Gì? Có không? Trời ơi. Gì vậy? Tôi không chọn tận tận tận. Quá trời rồi Nhí ơi. Ôi ơi. Trời ơi. Tao đứng thơm coi. Khủng khiếp con tôm rồi. Cũng vừa. Ôi càng không. Ôi trời ơi con tôm kìa. Đây còn càng nữa. Đâu? Càng lửa hả? Trời ơi. Càng xạo. Càng xạo. Số 1. Nhí number one này.
Thôi để tháo đèn ra. Gì anh chồng? Nó đẻ đâu rồi? Em đây rồi, có bảo mẫu đây. Nè, kẹo má. Nè. Cái xào. Ăn xào. Mày nhí, đèn mày nhí. Phải cầm giùm cái. Có không? Thôi anh chồng. Nè. Không bên. Rồi, đây đây để bảo mẫu lò. À, ủa, bảo mẫu hả? Bảo mẫu, bảo mẫu. Em bảo mẫu mà. Em chùm bảo mẫu tôm tôm càng khu này. Nè, rồi. Đó, bà bảo mẫu. Nữa hả? Không có, cái này không có bảo mẫu á. Ờ. Bảo mẫu nữa đổi luôn ạ. À. Đổi thiệt à. Nhí lặn gì nữa rồi. Biết nó lặn ở góc đó đó. Ha. Ừ. Trẻ sơ sinh. Thả luôn đi. Nè cầm tôm này nhí. Có phim thả thả tôm trứng á. Về sanh sản nhiều nhiều nha, rồi điện anh ra anh bắt. Nhéo hoài đi bà. Bún gà. Ừ, đi đẻ đi. Các bạn nhớ like, subscribe nhiều nhiều cho anh em mình nha, để anh em mình có động lực nha. Khi làm mấy cái clip đêm này thì cực lắm các bạn ơi. Nửa đêm mà đi vậy nè. Không có. Gặn dữ nhỉ. Gặn. Còn mấy cái góc gặn luôn. Con tôm nó đẻ nó không gặn bằng nhí nữa. Trả hết. Thấy vậy? Cái liềm kỳ giùm. Bỏ đi. Phải đẹp. Không, cái thùng. Liềm kỳ. Phải đèn. Đi đánh câu là gọi đèn tới đâu là anh lội tới đó đó. Dính chưa? Dính. Ai dính vậy? Ai dạ. Xin chào mà. Ô là là. Kẹp. Tôm càng kẹp. Con tôm càng dữ nhất. Dữ nhất. Đó, tàn hang nè. Da đó. Em gỡ ra nha. Ấy da trời 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 trời. Nè, con tôm càng dữ nhất càng xào. Dạ. Đỡ đẻ. Trời, nữa hả? Ừ. Trời ơi. Nè, chồng. Sao tối nay đằng bà đẻ dữ vậy? Kẹp nha. Ừ, con nhỏ này nó hiền nè. Nắm thôi, nó không có kẹp em. Mấy nhỏ kia dữ. Gì vậy? Cua biển hả? Cua biển kẹp thơm. Dễ gì chưa? Đâu cua biển kẹp chứ. Đâu rồi, cục gạch đi anh chồng. Ừ. Hết hồn cục gạch thiệt. Dạ. Nó dễ. Dễ. Dâm hả? Tép. Gông tép mồng. Tép gông tép mồng. Anh chồng anh coi gọng nha. Khá ký giờ ta hơn ngày. Trăm càng anh chồng nãy có 100 ngoài 100 mấy gram không? 250. 7. Ôi chúng nữa rồi cả nhà ơi. Hôm nay tôm càng 200 yếu. Ừ. Từ 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 cây không đó. Từ cây không đó. Đúng chưa? Dí kiểu này sao chỉ thoát. Đâu anh trọng? Ừ, con tôm càng này mới bự dữ nè. Đâu? Nè. Trời. Ôi rồi. Ừ. Nhéo nữa rồi. Ừ, nhéo em nè. Nhéo đi. Nhéo luôn đi. Ồ. Ồ yeah. Bắt tôm bự, bắt tôm mình bắt tôm nhà đó. Ừ. Cái quần nó sôi kìa. Nghe không? Có tôm nhỏ. Gạch nhỏ mà có vỏ nè. Nhỏ có vỏ. Này chứ anh chồng gạch của mình nè. Phái vậy chứ không ăn. Mọi tôm gạch phái chứ không ăn. Bưa gì không có nhái nữa. Hả? À. Trời kẹp nè. Trời ơi. Bự không chậm. Ôi ôi. Ừ. Bạn đã nè. Trời ơi chậm tôm chậm kìa. Trời trời. Ừ, bả nhéo, bả nhéo, bả đang nhéo. Bả đang nhéo. Ủa, 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 ủa. Sorry, sorry. Ý dạ.
bỏ vô trước thì bạn nhớ được không? Ôi đó, thấy không? Hết mệt luôn rồi. Đó nhắc nhéo nữa. Không mệt đâu. Hết mệt. Đi máy vậy. Đi dữ vậy. Nghe. Mượt không? Nhỏ. Nhớ không? Trời. Cần lửa. Cắm. Thôi chơi biết hay chơi ha. Chơi. Chơi đâu. Chơi chơi đâu. Nghĩ chơi phim cái giờ. Không em cần lửa nữa. Khá đó. Không máng à, không máng. Anh nhéo nữa rồi. Vô đi, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Ôi, nhái bãi nó kêu dữ anh chồng. Nha. Má. Trời này mà mưa cái đi chơi nhái đã luôn. Đây, em đính con này. Đang đứng móc nó ra nè. Móc chắc bạch bình thường luôn. Trời. Tôm kẹp cho đây luôn rồi. Tôm bự không? Đâu đâu? Tôm bự không? Đâu đâu? Đâu? Trời. Mày ơi, tôm càng. Trời ơi, tôm càng kìa. Nè. Thấy gì không? Không tôm càng. Trời trời trời. Tôm càng nè. Nhí điều đeo bắt tôm càng không ơi. Trời càng không được bự. Anh trọng cũng con xào nữa kìa. Cúp này ăn có tạc. Hả? Nè. Ơi, bỏ con tôm em hết vậy trời. Không móc ở trong kẹt tầng vậy đó. Bận hết trơn kìa. Gì? Cái gì chạy vậy? Nhỏ nhỏ không? Con bự. Con càng lửa đó. Càng lửa. Đồng máng nữa hả? Đồng bữa nay bắt đồng máng không mà. Như hai con này cặp nè. Trong máy. Trong máy nè. Ồ, của anh trọng gạch hết biết chưa? Gạch dữ thiệt. Tôm mấy tháng này gạch cứng cứng cứng. Rồi rồi, nó vô kẹt rồi, vô kẹt rồi. Hết chảy rồi. Dính rồi kìa. Mắt không mắt. Không tin tưởng nhau vậy trơn vậy. Không tin. Chụp gì phim Hồng Kông vậy. Phim phim Hồng Kông hả? Trời trời, nhái kìa. Rồi vô luôn. Vô luôn em. Rồi, vô đó càng nhảy đi rồi, rồi hiểu cái số phận à. Thôi kẹt rồi, chơi tạc. Ừ. Nhảy cái tưng trúng tôm á, đâm cho thấy. Trời, trời. Đấy, khoan nha. Nói chuyện nhé. Như ra khói hay gì kìa. Khói. Khói. Ừ. Tôm gạch kìa. Trời, bóng chân. Xíu gạch gạch nè. Trời, 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 trời. Nó không có bự không mà nó gặp. Khúc này tôm không bự. Bãi này tôm ít. Ê, tôm nhỏ. Nó ở cũng tùy bãi nha. Tôm bỗng nó ở cây gốc mà nhiều. Cái gì vậy? Tôm. Chính chưa? Nó muốn tôm dữ. Chú lắm. Công nhận 10 con gạch hết chín rồi chứ. Đá thiệt. Thì bữa nay đi hơi lạnh lạnh ta. Lạnh. Tôm cũng hồn luôn nè. Em thấy lạnh rồi đó. Hả? Hết hồn con. Trời ơi. Vừa đủ sai. Vừa đủ sai luôn. Gì gù gù vậy ta? Không biết gì vậy? Gì? Ủa lặn bánh rồi vậy? Ừ. Công vậy? Đâu kìa. Nè. Gì? Gì vậy? Mà có không? Có không? Có. Tới bãi đá quyền thoại vậy.
Bữa nay nước sát quá. Hay nước sát nữa. Ăn cơm hả? Đâu? Ai da. Vui vậy? Chị kẹp. Chị kẹp. Còn má hả? Con ma đực. Trời. Chị kẹp, chị kẹp càng sao. Ý, còn nữa. Rồi, lúc trong rồi. Lúc vô đây sao? Trời ơi, dính này. Dính chưa? Dính này. Mày ơi. Quá đã, chập ơi. Ui. Tâm lực không hả? Tâm lực. Tới luôn rồi. Gan kim còn cái rồi. Ây da. Thọt vô cái trong này nè, nó ở trong sình á. Ừ. Trời. Nó nằm lơ lơ trong sình á. Có bọng lắm nhỉ mày. Trời ơi, nó búng kìa. Trời ơi. Rồi, em thọt qua anh nha. Không. Mấy đứa rồi, nó tới rồi. Lá vậy. Có rộng rộng cho nó miếng nước anh chồng ơi. Rộng rộng, miếng nước anh chồng ơi. Vì đủ sai. Anh chồng. Trời. Vô hả? Vô. Ý gì mà gọi. Dí ra phái qua mấy trụ này nè, mấy trụ này hay có tôm càng lắm. Càng hen. Tôm chút xíu mà càng hết biết càng. Nữa hả? Nè con tôm mẹ nó bị cái gì nó đang thù lùi vậy anh? Hả? Con hầm bữa hổm đi. Tôm nó sắp lột. Trời ơi. Trời phù gạch. Cái ngắt kìa. Nó đen kìa. Banh của tôm luôn rồi. Cái gì vậy? Tới luôn. Đâu? Rồi thằng bà đẻ. Ủa không phải, lòng máng. Hai con luôn hả? Hai con luôn. Anh chậm con, nhí con. Anh đi ngồi sâu em chậm ơi. Anh ơi, hồi chút chết. Nhẹ dò anh chậm rồi. Nhẹ nhẹ dò nghe. Ở đây hồi mấy con tôm nó si hết rồi. Trời ơi, mình mấy nhí kìa. Đi mò đem cái trống theo chi nhỉ? Nhiều anh chồng? 2kg. Cho nó gõ nước cái nè. Gõ nước chưa à? Chứ ngoài 2kg hả? 2kg trên 2kg. 2kg trên 2kg. Không. Đâu anh coi nè. Lát nhà đổ sao? Hơn 2kg. Hơn 2kg à? Thôi về nhà cân thử đi. Đấy. Anh em mình về cái nhà ơi. Để mà đuối rồi. Hơi lạnh rồi. Lạnh rồi. 2 giờ mấy gì? 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng rồi. Quá trời. Nước này có không thua nước rồi. Hai kg luôn 3 nha. Ít. 2kg 2. 2kg 3 yếu. 2kg 2 50 à. Có 2kg 3. 2kg 3 ngay phía này. 2kg 2. Ủa 2kg 3 yếu. Nháy. Chuông này cái nhà nó cũng đâu chạy thoát đâu. Chui vô nổ rồi. Ây dạ. Trời. Càng lắm. Thằng
quả hôm nay cả nhà. Thao nữa. Quá trời đã luôn. Con này gạch khủng khiếp con. 190 g hả? Cũng được 200 g à? Trời cái thao tôm. Mình bán để kiếm tiền cái chậu nha cả nhà. Phụ hợ thêm. Phụ hợ thêm, cả nhà thông cảm không có món ăn nha. Anh em mình đang sửa cái chòi. Đang sửa cái chòi. Phải gọng đừng có dọc nữa. Đấy, đi hồi đi gọng cho nó sống. Thôi gọng cho nó sống. Sáng ngủm. Thôi anh em mình xin kết thúc clip Motobim ở đây nha cả nhà. Cả nhà có yêu mến anh em nhớ cho anh em một like và một lượt đăng ký nha. Để anh em có động lực làm những video tiếp theo. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye.